thấy rất là hạnh phúc bởi vì học sinh sinh viên được cầm trên tay năm đầu sách mà tập đoàn Trung Nguyên đã chọn ra. Tất cả mỗi người dân Việt Nam chúng ta hãy có thói quen đọc sách nhiều hơn để chương trình này thực sự có thể chạm tới trái tim của các bạn. Bất kỳ một món quà nào thì cũng có giá trị, nhưng mà sách thì là món quà có giá trị nhất bởi vì nó có thể theo chúng ta đến suốt đời, và hy vọng là nó sẽ hun đúc nên ước mơ cho các bạn để trở nên vĩ đại nhất theo cách của mình. Ngày hôm nay được đi xa hơn, được tới gần hơn với các em nhỏ tại Đồng Tháp thì Tú Anh cảm thấy rất là vui và vinh dự, và cũng mong rằng là chuyến hành trình này sẽ đem lại các em những hành trang kiến thức để các em tự tin và sẵn sàng bước vào cuộc sống sau này.